Đây là một chiếc máy bay điều khiển từ xa, vừa được anh chàng Packer này ăn trộm từ bên nhà ông tư hàng xóm. Và cũng vì nó là hàng ăn trộm, nên anh không muốn để ông hàng xóm có thể nhìn thấy và phát hiện ra. Thế là Packer phải ngồi vắt óc suy nghĩ tìm cách để biến con hàng ăn trộm này thành đồ chính hiệu của anh. Đầu tiên là anh lướt qua các trang mạng để tìm hiểu thông số kỹ thuật của nó. Kế đến anh tiến ra một bãi đất trống, lén lút để thử con hàng xem coi nó bay ra sao, kết quả là tốc độ của nó khá nhanh, còn về màu sắc thì rất ư là củ chuối. Quan sát thật kỹ và tìm hiểu đủ kiểu về cái con hàng ăn trộm của mình. Sau đó Packer quyết định chơi lớn là độ nó lên thành một chiếc máy bay phản lực. Và để làm được điều này, Packer phải tháo hết các thiết bị động cơ cũ ra, rồi anh thêm vào với những động cơ mới mà anh vừa sưu được. Khi mọi thứ trong bộ đồ lòng đã được thay đổi xong, anh liền dán thêm keo con chó để nối các bộ phận của chiếc máy bay lại. Lúc này anh đã không còn quá lo ông hàng xóm phát hiện ra, nên ngay sau đó anh đem con hàng ấy ra mà test cho nó bay thoải mái. Quả thật là chiếc máy bay đã bay rất nhanh, nó đánh võng lạng lách nhào lượn trên bầu trời vô cùng điệu nghệ. Sau một lúc thử lửa test cho nó bay, anh trai Packer lại thấy có điều gì đó chưa ổn cho lắm. Kiểm tra lại đồng hồ đo tốc độ mà anh đã gắn trên chiếc máy bay thì lúc này nó chỉ đạt đến 137 km/h. Cơ mà như thế này thì cũng không được, vì tốc độ này thì ông hàng xóm còn có thể phát hiện ra. Thêm cả nữa là màu sắc của nó ông ấy nhìn kỹ cũng sẽ nhận biết, đắn đo dùng cái đầu gối suy nghĩ cả nguyên buổi tối. Cuối cùng thanh niên Packer quyết định độ nó lên với những viên pháo rocket trên hàng chợ đen. Và để hô biến cho con hàng ăn trộm này thành hàng mới, anh liền cắt ngay một phần bộ phần cột cờ bánh lái ngay đuôi. Sau đó anh nhét dán thêm hai miếng xốp nhỏ ngay phần đuôi cánh để thay đổi hình dáng, xương xương như vậy là xong. Tiếp đến thanh niên còn hủy luôn hình dạng tem nhãn được dán trên chiếc máy bay. Chiêu thức tiếp theo mà anh dùng là sơn cho nó thêm một cái màu hoàn toàn khác. Vậy là giờ ông chú hàng xóm có qua nhìn thấy thì cũng chẳng biết rằng đây là chiếc máy bay đồ chơi của con trai ông. Trở lại với phần đồ lòng bên trong của chiếc máy bay, anh hàn gắn thêm một cái IC chuyên dùng đánh lửa để kích cho chiếc pháo nổ. Công đoạn tiếp theo sau cùng là gắn cho nó thêm phần pháo phản lực là xong. Lần này thì anh dùng một cái ống giấy nhỏ cho vừa với kích thước viên pháo mà anh đã mua. Cắt ghép nó ra và dán vào thêm phần đầu với một cái ống nhựa nữa. Kế đến anh chỉ việc lắp nó lên ngay trên sau đuôi của chiếc máy bay, vậy là hoàn thành. Mọi thứ xem ra rất là ổn áp các bạn nhỉ. Thanh niên Packer thấy vậy thì cũng rất vui, nên anh chui vào con xe cà tàng mang chiếc máy bay ăn trộm của mình để đi test. Chiếc máy bay liền được anh trai phóng lên, rồi anh kiểm tra cho nó lạng lách vài vòng để đánh giá kết quả. Cái kết là nó đã bay rất ổn, các bộ phận trên chiếc máy bay cũng đều hoạt động trơn tru. Thế là anh trai quyết định chơi lớn thử lại lần nữa. Lần này anh sẽ dùng đến động cơ phản lực của nó, chính là chiếc pháo được gắn sau đuôi. Bùm chéo một cái là chiếc máy bay tăng tốc ngay tức khắc, quả là quá ảo ma Nobita các anh em nhỉ. Trông không khác nào một chiếc máy bay phản lực chiến đấu chính hiệu cái củ kiệu luôn nha. Xem đến đây rồi thì các bạn đã hiểu về cách độ thêm động cơ phản lực chưa? Điều đặc biệt mình mong nhất là các bạn hiểu về cách biến đồ ăn trộm thành đồ hiệu của chính mình cũng không hề khó nhé. Thứ các bạn đang được xem trên màn hình chính là thước phim tài liệu về trận chiến ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân giải phóng của Việt Nam ta đang đánh trận chiến cuối cùng để tiến vào Dinh Độc Lập. Những chiếc xe tăng màu xám chính là những chiếc xe tăng thiết giáp của bộ đội ta, còn màu xanh lá cây chính là xe tăng của bọn Mẽo. Xe tăng của bộ đội ta đang dùng chiến thuật núp lùm để chờ địch xa lưới, nhắm cho kỹ càng và bùm. Lần này chắc do cúng tổ ông bà đầy đủ nên địch đã may mắn thoát nạn, đất văng tung tóe cả một nền trời. Nhắm kỹ lần hai và bùm. Lần này thì chả có ông bà nào ở đây cả, máy bay của địch tan tành túi bụi và phải chịu thua trận. Và để dàn dựng lại được những thước phim tài liệu trông không thể nghiệp dư hơn như thế này thì anh Tây Lông của chúng ta đã phải dành ra hàng giờ đồng hồ để ngâm cứu và suy ngẫm. Cùng xem anh thực hiện các mô hình này như thế nào nhé. Đầu tiên là chế tạo một chiếc máy bay chiến đấu thuộc loại mạnh nhất của Mỹ thời đó, chính là chiếc B-52 cơn ác mộng không trung. Bước đầu thực hiện, anh ra chợ mua về một tấm mút xốp rồi cắt ra để tạo phần thân máy bay. Kế đến anh ăn trộm thêm một cái hủ tăm xỉa và dùng nắp hộp tăm để ốp phần đầu cho chiếc máy bay ấy. Sau đó là đến lượt mấy miếng giấy cắt tông, anh dùng băng keo để quấn lại phần thân máy bay cho thật chắc chắn. Tiếp tục với phần khoang lái của chiếc máy bay, anh lại dùng chiêu ăn trộm cắt ra một bảng vi mạch điện tử. Rồi lại cấy ghép nó vào với lại cái nắp hủ tăm xỉa răng. Gắn thêm một cây súng 18cm trong quần của anh trai nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần buồng lái rồi nha. Trở lại với phần thân của chiếc máy bay, anh trai dùng thêm những que cây nhỏ để gắn vào cho thân máy bay thật cứng.
màu xanh lại cho giống với màu của lính Mỹ là ổn áp ngay. Cùng dàn xếp đội hình nào, bên ta sẽ có những chiếc tăng thiết giáp được lái bởi những anh hùng người Việt và đặc biệt là có một khẩu pháo chuyên hạ những chiếc máy bay chiến đấu tầm xa. Bên địch cũng vậy, họ có những chiếc xe tăng và một chiếc B-52 mới chế tạo vừa nãy. Như các bạn đã thấy đó, bên ta giao chiến trước và bắn hạ được một chiếc xe tăng chiến đấu của địch. Lúc này, bên địch đã có dấu hiệu thất thủ và một tên lính địch chạy đi cấp báo với chỉ huy thưa sếp. Tụi Việt Nam này quá trâu, chúng ta đang có dấu hiệu thất thủ, tên sếp hậm hực hỏi thế quân địch chết bao nhiêu? Tên lính đáp quân địch chết ba cơ mà quân ta chết sạch. Lúc này tên chỉ huy lóng như ping chi linh, hắn lệnh cho máy bay thả bom hủy diệt hết toàn bộ xe tăng chiến đấu của quân ta. Quả thật, chỉ một lúc là xe tăng của bên ta đã bị triệt hạ gần hết, không hổ danh là một trong những loại vũ khí hạng nặng mạnh nhất thế giới. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, các bạn có nhớ khẩu pháo lúc nãy không? Quân ta cũng quyết định dùng auti, khẩu pháo cất cao đầu lên, chấm tọa độ và khai nòng. Bùm, bá chủ bầu trời của địch rời chỉ còn là một cái tên. Máy bay rơi xuống nước và quân địch bại trận hoàn toàn, từ đây quân ta tiến vào Dinh Độc Lập và giành lấy độc lập tự do. Xem xong video thì mình vẫn còn bồi hồi các bạn ạ, ông cha ta ngày xưa đã chiến đấu anh dũng không ngại sống chết như thế để đổi lấy độc lập tự do cho chúng ta. Cơ mà xem xong video này thì mấy anh Tây Lông cũng phải rút ra bài học là đừng bao giờ nhờn với dân Đông Lào chúng tôi đó nhé.